Khi CNA ngày 28 tháng 10 đưa tin, Bộ Quốc phòng Triều Tiên cáo buộc quân đội Hàn Quốc đã điều máy bay không người lái vào lãnh thổ của phía Bình Nhưỡng vì mục đích chính trị, gọi đó là hành vi xâm phạm chủ quyền đất nước. Triều Tiên đã công bố kết quả cuối cùng của cuộc điều tra sau khi cáo buộc rằng UAV của Hàn Quốc đã bay qua Bình Nhưỡng ít nhất 3 lần vào tháng 10 để giải tờ rơi chống Triều Tiên. Khi CNA cũng đã công bố những bức ảnh về thứ mà họ mô tả là UAV của quân đội Hàn Quốc bị rơi. Trong quá trình phân tích chương trình điều khiển bay của UAV, chính quyền Triều Tiên cho biết họ đã phát hiện ra hơn 230 kế hoạch bay và nhật ký bay kể từ tháng 6 năm 2023, bao gồm một kế hoạch phát tán ấn phẩm rác có động cơ chính trị. Theo Triều Tiên, chương trình ngày 8 tháng 10 cho thấy UAV nói trên đã rời khỏi đảo biên giới bang Nijeongdo của Hàn Quốc vào đêm muộn và thả tờ rơi trên các tòa nhà của Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng ở Bình Nhưỡng vài giờ sau đó. Bộ Quốc phòng Seoul chưa đưa ra bình luận về cáo buộc, nhưng từng cho biết những tuyên bố đơn phương của Bình Nhưỡng không đáng để xác minh hoặc phản hồi. Một quan chức Triều Tiên cảnh báo rằng nước này sẽ đáp trả bằng cuộc tấn công không thường tiếc nếu trường hợp như vậy tái diễn. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã cảnh báo rằng Triều Tiên sẽ phải đối mặt với sự kết thúc của chế độ cầm quyền hiện tại nếu gây ra bất kỳ tổn hại nào cho người dân Hàn Quốc. Căng thẳng giữa Seoul và Bình Nhưỡng đã leo thang liên tục kể từ khi Triều Tiên bắt đầu thả bóng bay mang rác vào Hàn Quốc hồi cuối tháng 5. Động thái này đáp trả việc các nhà hoạt động ở Hàn Quốc thả tờ rơi chống Bình Nhưỡng sang Triều Tiên. Tình hình bán đảo Triều Tiên đã và đang trở thành tâm điểm được các nước trong khu vực và thế giới quan tâm trong suốt 2 tuần qua. Chưa bao giờ Hàn Quốc và Triều Tiên kể cận xung đột vũ trang như trong những ngày vừa qua. Ngày 17 tháng 10, Triều Tiên sửa đổi hiến pháp, coi Hàn Quốc là quốc gia thù địch. 1,4 triệu thanh niên Triều Tiên cũng đã nộp đơn xin gia nhập hoặc quay trở lại quân đội trong tuần vừa qua trong bối cảnh căng thẳng leo thang. Trước đó, ngày 14 tháng 10, Triều Tiên cũng cho nổ tuyến đường liên triều, chấm dứt mọi hợp tác kinh tế và hạ tầng với Hàn Quốc. Trong khi đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc ra thông báo sẽ tiến hành cuộc tập trận bảo vệ đất nước năm 2024 từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 8 tháng 11 với sự tham gia của lục quân, hải quân, không quân, thủy quân lục chiến và lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Trước đó, ngày 18 tháng 10, Hàn Quốc và Mỹ họp hội nghị Ủy ban quân sự để thảo luận về vai trò của Bộ Tư lệnh Chiến lược mới thành lập hồi đầu tháng 10 và tái khẳng định quyết tâm về răn đe mở rộng. Ông Ko Byung-sam, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc tuyên bố, những gì Triều Tiên đã làm cho nổ các tuyến đường liên triều là một sự vi phạm rõ ràng đối với thỏa thuận liên triều mà chúng tôi coi đó là một hành động rất bất thường. Chính phủ Hàn Quốc lên án mạnh mẽ hành động này. Nguồn cơn của sự leo thang căng thẳng trong quan hệ hai nước ở mức cao nhất 70 năm qua là việc Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc điều khiển các thiết bị bay không người lái mang chuyển đơn hoạt động xâm phạm vùng trời Bình Nhưỡng vào ngày 3 tháng 10, 9 tháng 10 và 11 tháng 10. Tiến sĩ Ho Chi Ping, nghiên cứu viên cao cấp đồng sáng lập nhóm nghiên cứu quan hệ quốc tế Đông Á, Malaysia, nhận định, tôi nghĩ diễn biến hiện tại trên bán đảo Triều Tiên là sự gia tăng căng thẳng quân sự. Ngoài ra đã có các cuộc xung đột về thông tin, về việc thả bóng bay, giải truyền đơn. Đó là một hình thức leo thang dần dần. Bây giờ nó liên quan đến thiết bị bay không người lái, vấn đề được coi là rất nhạy cảm. Triều Tiên đã cảnh báo, nếu Seoul điều các thiết bị bay không người lái, Bình Nhưỡng sẽ không ngần ngại đáp trả theo cách nặng nề nhất. Ông Jong Song-chang, chuyên gia Triều Tiên Viện Nghiên cứu Sejong cho rằng, các nhóm thù địch với Triều Tiên ở Hàn Quốc vẫn sẽ tiếp tục giải chuyển đơn qua biên giới bằng bóng bay hoặc thiết bị bay không người lái, dù chính phủ có muốn hay không. Hành động này như một ngòi nổ rất dễ dẫn đến các cuộc đụng độ vũ trang ở khu vực phi quân sự. Nếu Triều Tiên phản ứng bằng cách bắn hạ các vật thể này, đạn lạc rất có thể rơi vào lãnh thổ Hàn Quốc, buộc quân đội Hàn Quốc phải đáp trả. Chuỗi phản ứng này có thể leo thang nhanh chóng. Đây không phải là lần đầu quan hệ liên triều rơi vào vòng xoáy căng thẳng. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng việc Triều Tiên coi Hàn Quốc là quốc gia thù địch đã xóa bỏ hoàn toàn hy vọng về một quá trình hòa giải và thống nhất hai miền trong tương lai gần. Trong gần một năm qua, quan hệ Hàn Quốc-Triều Tiên luôn ở tình trạng căng thẳng với các động thái răn đe từ cả hai bên. Về mặt quân sự, Triều Tiên tiến hành hàng loạt vụ thử vũ khí, tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình mới, thể hiện các bước tiến trong lĩnh vực công nghệ quân sự, tăng cường khả năng răn đe. Năm 2024, Tổng Bí thư Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong-un cũng nhiều lần kêu gọi tăng cường năng lực hạt nhân của Bình Nhưỡng. Ngày 19 tháng 1, Triều Tiên thử hệ thống vũ khí hạt nhân dưới nước HE-523. Ngày 24-25 tháng 1, Triều Tiên phóng tên lửa hành trình chiến lược mới Pugwasa-331. Ngày 30 tháng 1, Triều Tiên phóng tên lửa hành trình chiến lược Hwasan-2. Ngày 30 tháng 3, Triều Tiên đã thử nghiệm động cơ tên lửa siêu vượt âm. Ngày 2 tháng 7, Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo chiến thuật mới Hoa Songpo-11. Về phần mình, Hàn Quốc tiếp tục tăng cường tiềm lực quân sự của mình. Hàn Quốc đã trở thành một trong 10 quốc gia xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới và có mục tiêu nằm trong nhóm 4 nước xuất khẩu vũ khí mạnh nhất. Hàn Quốc cũng đã lập một trung tâm nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho các công nghệ quân sự tiên tiến vào tháng 4 vừa qua.
Trong năm qua, Hàn Quốc đã tiến hành một loạt các cuộc tập trận chung với Mỹ và Nhật Bản nhằm tăng cường phô diễn sức mạnh quân sự, khả năng răn đe. Trong khi đó, trên thực địa, 10 tháng qua, ít nhất 3 lần hai bên cũng đã có những cuộc xung đột nhỏ dọc biên giới. Ngày 17 tháng 1, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tập trận hải quân chung. Ngày 4 tháng 3, tập trận chung lá chắn tự do giữa Mỹ và Hàn Quốc. Ngày 27 đến 29 tháng 6 năm 2024, cuộc tập trận ba bên đầu tiên Freedom Eagle giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã diễn ra. Cho tới ngày 23 tháng 7, tập trận chung trên không giữa Mỹ và Hàn Quốc. Ngày 19 đến 29 tháng 8, tập trận chung thường niên lá chắn tự do Unchi giữa Mỹ và Hàn Quốc. Và ngày 3 tháng 10, tập trận hải quân chung Mỹ-Hàn Quốc. Trên mặt trận truyền thông và ngoại giao, từ đầu năm Triều Tiên đã tuyên bố hủy bỏ hoàn toàn các chính sách và cơ chế liên quan đến hòa giải với Hàn Quốc. Hai bên cũng liên tiếp có các đụng độ về cuộc chiến tuyên truyền với việc thả các khinh khí cầu, giải truyền đơn. Ngày 19 tháng 6 năm 2024, Triều Tiên tăng cường hợp tác với Nga, hai bên đã ký hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin đến Triều Tiên vào tháng 6 năm 2024. Trong hiệp ước có một điều khoản nêu rõ, nếu một trong hai bên phải chịu một cuộc tấn công vũ trang của một hoặc một số quốc gia và thấy mình trong tình trạng chiến tranh, thì bên kia sẽ ngay lập tức cung cấp hỗ trợ quân sự và các hỗ trợ khác bằng mọi cách có thể. Trong khi đó, Hàn Quốc đã tăng cường hợp tác nhiều mặt với Mỹ, Nhật Bản, củng cố mối quan hệ ba bên nhằm ứng phó với Triều Tiên, tiến hành các hoạt động thông tin tuyên truyền qua nhiều hình thức. Nhìn lại các hoạt động cả chính trị, ngoại giao và quân sự trên bán đảo Triều Tiên trong một năm qua, có thể thấy rằng mỗi nước đều đã có những vị thế khác nhau trong đàm phán phi hạt nhân hóa. Hàn Quốc đã thể hiện tăng cường sức mạnh quân sự, củng cố sức mạnh của mối quan hệ đồng minh với Mỹ, với Nhật Bản và của tam giác Mỹ-Nhật-Hàn, cả từ ngoại giao, an ninh và quân sự. Trong khi đó, Triều Tiên cũng không ngừng cho thấy khả năng răn đe hạt nhân cùng quan hệ mật thiết với Nga thông qua một loạt các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước cùng các cam kết hỗ trợ lẫn nhau từ lãnh đạo hai bên. Điều này đã tạo ra một thế giằng co giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Với những động thái làm leo thang căng thẳng với những toan tính khác nhau của mỗi bên, nên cả thế giới đều đang quan tâm và tình hình sẽ căng thẳng còn leo thang đến đâu, liệu rằng khả năng có bùng nổ xung đột vũ trang giữa Hàn Quốc và Triều Tiên hay không. Vào năm 2020, Triều Tiên cũng từng cho nổ một văn phòng liên lạc do Hàn Quốc xây dựng ở phía bắc biên giới chung để đáp trả việc Hàn Quốc giải truyền đơn qua biên giới. Tuy nhiên, bán đảo Triều Tiên vẫn tránh được kịch bản xung đột vũ trang. Vì thế, cho đến lúc này, các nhà nghiên cứu về Đông Bắc Á cho rằng tình hình sẽ tiếp tục ở thế giằng co với khả năng leo thang căng thẳng dọc biên giới. Tuy nhiên, khó có khả năng xảy ra xung đột vũ trang quy mô lớn trên bán đảo Triều Tiên.